Sáng nay tại trường Trung học cơ sở Cao Nhân, làng văn hóa Thái Lai, xã Cao Nhân tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024. Dự và động viên ngày hội có đồng chí Bùi Thế Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể xã cùng đông đảo bà con nhân dân làng văn hóa Thái Lai, xã Cao Nhân. Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghe báo cáo tóm tắt tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời đánh giá kết quả 5 nội dung thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2024. Làng văn hóa Thái Lai nằm ở phía nam của xã Cao Nhân là làng thuần nông có 947 hộ gia đình với 2.688 nhân khẩu. Phát huy vai trò sức mạnh to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong những năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân làng văn hóa Thái Lai luôn đoàn kết, đồng thuận, thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng làng văn hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đặc biệt là trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hăng hái thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Số hộ khá, giàu ngày càng tăng. Đến nay, 3 thôn trong làng không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo là 9 hộ. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở đều được thực hiện tốt. Công tác khuyến học, khuyến tài từ gia đình, dòng họ, khu dân cư được quan tâm. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường được chú trọng. Tình làng nghĩa xóm được khơi dậy, an ninh trật tự được giữ vững, dân chủ ở cơ sở được phát huy, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, đầu tư, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bùi Thế Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của 3 thôn làng văn hóa Thái Lai, xã Cao Nhân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Đồng chí đề nghị lãnh đạo đảng, chính quyền và Ủy ban Mặt trận xã Cao Nhân, các ban công tác mặt trận thôn, nhất là các thôn thuộc làng văn hóa Thái Lai, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng có chung một nhận thức và hành động, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và hương ước, quy ước của khu dân cư. Vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ giúp đỡ những hộ còn khó khăn, neo đơn, hoạn nạn, tích cực hưởng ứng các hoạt động cứu trợ xã hội khi có thiên tai và những việc đột xuất xảy ra trên địa bàn. Phấn đấu trên địa bàn thôn không còn hộ nghèo, giảm tối đa hộ cận nghèo vào cuối năm 2024. Ban công tác mặt trận các thôn cần tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trong giai đoạn mới với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát hợp với khu dân cư, tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận chủ trì, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thôn, khu dân cư, góp phần xây dựng khu dân cư, làng văn hóa ngày càng phát triển. Nhân dịp này, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân huyện và Đảng ủy xã Cao Nhân tặng hoa cho cán bộ, nhân dân làng văn hóa Thái Lai. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tặng 5 suất quà, động viên 5 hộ nghèo, hộ cận nghèo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Cũng tại ngày hội, xã Cao Nhân biểu dương 10 gia đình văn hóa tiêu biểu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cao Nhân tặng quà cho 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 6 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn 3 thôn, làng văn hóa, Thái Lai.